Rồi nông cơ Tân Phúc Khang mến chào mấy anh em nha. Hôm nay nông cơ em sẽ review một em máy cày mini. Con này siêu mới từ trước đến nay luôn nha mấy anh em. Một thương hiệu của Mitsubishi. Rebit MMT 16. Đây con này hay ho nha. Có trợ lực tay lái nè mấy anh em. Rồ setting đây. Trợ lực tay lái. Con này là nó zin 100% nha anh em. Con này nói với anh em chứ phải nói chứ còn mới 99% nha. Nó hơi quá nha anh em. Mới con này nữa anh em ha. Con này là ben cơ, số cơ và trợ lực lái ha. Có hệ thống ben nghiêng luôn. Dàn sới thì zin theo xe. Dàn sới anh em mà. Miễn phải chơi vào đâu anh em. Con này đi động cơ 3 máy Mitsu ha. Nó Mitsu thì nó đi Mitsu luôn anh em. Đây. Máy lại mấy năm. Cực kỳ mới không? Bù lon bên đây còn 7 màu hết trơn. Bên đây hơi lỗi xíu mà. Do cái cống nước dư nè mấy năm. Ống nước dư ở đây nè, nó đi nghiêng ở đây nè. Trúng vô mấy con bù lon rồi nè. Rầm của nó em khỏi miễn phải bàn nữa nè. Kỳ mới luôn. Còn chấm sơn nữa anh em ha. Liếc ốc ác luôn nè. Từng chi tiết luôn anh em. Mới cái này. Em này vô cái bình gơ ếch khô luôn nha anh em. Xe xịn thì đi bình xịn. Vỏ chứa ở trước của nó anh em ha. Nhìn nè, bù lon nó nè. Vỏ này gần chưa xài ha. OHT su gì nữa anh em. Mắc in cho băng đấy ha. Đây. Lớp sau cũng vậy anh em. Mới gơ không? S-Pen luôn. Lon nó 7 màu luôn không? Dạng mâm của nó tuyệt vời không? Đây đi chi tiết hết rồi không? Lớp này đi trang nha mấy anh em. Vỏ sau cũng vậy luôn. Vỏ sau đi 818 ha nè. Vỏ phổ thông của máy xe mini nữa nè. Con này đi dàn sới 1m2. Mới chưa từng được mới lộ xo nữa nè. Còn 7 màu của này nè. Đây đứt nó đây. Xe chạy nhiều thường mấy cái này nó bong hết nữa nè. Mới kinh hồn. Có sức fail là đầy đủ ha. Con này em vô cái mui mấy anh em. Con này không có mui nha. Anh em đã lên một cái mui. Mui này mui cặp một xít ha. Con này thì nói anh em là cực kỳ hiếm ha. Con này số sới đâu ta? PTO đây mấy anh em. Số sới gần 3 số và 1 số ve. Số đại số đỏ mấy anh em. Đây, 1 2 3 và 1 số đỏ. Số số này số tiếng. 3 số nữa. Đang nhanh chậm có 3 số. Và trên đây có hai số tiếng và một số lôi. Đây. Đây hệ thống ben ở đây mấy nè. Cần ben ha. Còn này là auto ben nghiêng mấy nè. Bấm này là auto ben nghiêng ha. Mấy anh em xe nó nghiêng thì cái đuôi nó sẽ ngay lại ta ha. Còn mấy anh em tắt cái này thì chỉnh chỉnh cơ đấy mấy anh em. Con này thì chạy giờ anh em phải nói hơi rất là ít luôn nè. Mới 303 giờ. Chuẩn bị lên 304 giờ. Con này thì đề để mà phát là nổ anh em. Đây.
phèo vô, gửi phèo vô công an bắt á. Phải đúng quy trình thôi chứ. Thôi vô số xế anh coi trước á. Rồi vô tàn chậm chạy á. Để số luôn đây, để số xế luôn. Đi vòng vòng quay tổng thể cho mấy nam hay nhìn cho kỹ ha. Giải nhiệt rất là tốt nha mấy anh em nào có cái farm hay là khu du lịch gì đó mấy anh em, mấy anh em đậu cho khách đồ cho khách đồ tham quan đồ coi đồ cũng được mấy anh em nha. Mua con này về chân vô cái làm gì. Mấy anh em có khu kỳ mới luôn. Quay vòng cho mấy anh em xem đó. Mới quá. Mua làm xe tới giờ luôn con này. Đẹp từ trước đến nay luôn đó nè. Quá mới. Rồi, em cũng kết thúc video tại đây nha mấy anh em. Cảm ơn mấy anh em đã ngày qua đã theo dõi kênh em ha. Rồi, xin chào tạm biệt mấy anh em. Mấy anh em có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại em ha. Số điện thoại em dưới dòng mô tả nha mấy anh em.